Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, mình đang có mặt tại ga Huế. Xin mời quý vị và các bạn ghé đây để chúng ta thưởng thức tô bún tại ga Huế. Vâng, trước mặt chúng ta là bún gắn. Trước mặt ga đây. Dạ em chào chị. Chị cho em tô bún. Dạ. Ở đây chị bán bún chi? À dạ. Chị bán ở đây lâu máu rồi? Lâu rồi. Dạ. Một ngày mình bán được 50 tô không chị? 50 tô. Dạ. Bún bò giò chả. Chị cho em tô bún bò cua đi. Dạ. Đây là nồi bún. Trên cái gạch bún. Mấy ngày nay trời Huế tạnh. Trong những ngày trời mưa bạn có được không chị? Đắt ngay ị rồi đó. Dạ. Chị bạn đây lúc mấy giờ? 7 giờ hả? Đến mấy giờ là hết? Chào, bắt chân hả? Bắt chân. Bên kia là cây rổ rau sống. Gành bò. Rồi giò heo. Có thêm lòng nữa. Lòng gà, lòng vịt. Rồi hành, chanh. Đây là nồi bún. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là tô bún bò Huế tại ga Huế. Chúng ta thấy thành phần gồm có những cái gì đây? Huyết, chả cua, bò tải, sợi bún và hành tiêu. Rồi chúng ta cho rau sống vào. Hoa chuối. Rồi salad. Rồi cải. Và chúng ta thử qua cái nước xem sao. Cũng khá được. Bây giờ chúng ta thử cái chả cua, bò tải được dầm với nước mắm, và bắt thêm một ít chanh để tăng thêm cái gia vị ngon miệng. Như vậy là thành phần của tô bún đã đầy đủ. Bây giờ chúng ta chỉ việc là ăn cho hết. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thấy cái tô bún ở đây như thế nào? Theo bên biển mời hỏi xong thì một tô như thế này là 25.000 dành cho du khách đi đường xuống ga để ăn uống thì quý vị thấy cũng không mắc. Giá này là giá trung bình của Việt Quảng. Vâng, như vậy là mình ăn cùng xong cái tô bún bò Huế tại ga Huế rồi quý vị các bạn. Nói chung cùng lọt dạ được cho du khách đi đường. Chúng ta thấy gần bún ở đây, còn ngoài kia là ga Huế. Vâng, xin cảm ơn quý vị các bạn đã về thăm Huế cùng với mình thưởng thức tô bún bò tại ga Huế. Quý vị thấy bún như thế nào? Cho ý kiến ở bên dưới cũng như là đừng quên bấm like, đăng ký để nhận được những video mà mình tải lên. Xin chúc quý vị luôn vui khỏe trong mọi tình huống. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin chào.